Chào bạn nha, hôm nay mình cùng xem chiếc máy máy cài lê lợi hiệu Adbot các bạn. Đây thì mình nhờ cái anh kỹ thuật về nói về sơ sơ con máy Adbot này cho các bạn và mọi người cùng tham khảo. Này động cơ của Yamaha nhưng mà lắp ráp tại Nhật. Nó thì 50 ngựa. Yeah. Còn cái hộp số của mình là của Ý. Hộp số của Ý à? Đúng rồi. Yeah. Cái này thì cái dòng này là nó lại chữ Adbot là của Ý. Dạ đúng rồi. Của mình nó sẽ được là cái hông sẽ rộng. Dạ. Đúng rồi, và cái chiều dài nó sẽ thoáng hơn so với mấy dòng máy khác là do nó có thêm phần cục của cái cục tạ này. Cục tạ này nó sẽ trang bị cho mình là khoảng cỡ 200 kg. Để mình chạy là mình không, nó không có bị cắt đầu. Đầu. Đúng rồi. Còn cái dòng máy khác thì do cục tạ này nó đặt sát quá. Yeah. Thành ra mình chạy có khi nó bị cắt đầu so với mấy cái dòng máy khác. Máy này vậy là động cơ nó bằng với con 5018 anh ha. 50 ngựa. 50 ngựa. Bích tông mình sẽ bự hơn. Bích tông của nó là bao nhiêu anh? Mình 88. Bích tông 88 à. Dạ. Còn số thì vẫn 8 số tới, 8 số lui. 8 số tới, 8 số lui. Nhưng mà số tới mình đo thì điều khiển bằng cơ hết chứ không có bằng điện hoặc là bằng thế lực. Dạ. Cái dàn số nó hiện tại là nó đang xài nhiều mình danh. Xài 1.8. 1.8 à. Dạ. Dạ. Còn có khi người dân tùy theo, có người ta xài khoảng có 1.6 cũng được. Dạ. Hoặc là 1.5 cũng được. Dạ. Có người ta xới chở người ta dàn số nó bự hơn. Dạ. Anh nói con máy này của Ý anh hả? Dạ đúng rồi. Thương hiệu của Ý. Thương hiệu của Ý các bạn. Cái này đang sử dụng bếp kim các bạn. Bếp kim thì là thường là nó ít ăn dầu hơn cái bếp kia hả chú ha? Tiết kiệm dầu hơn cái bếp kia. Dòm nào của bếp là nó như cụng tay là bếp thường. Dạ. Bếp nào ông dòm giống như viết hoặc kim. Dạ. Kim. Dạ. Cái này đang sử dụng bếp kia nhìn dễ biết lắm. Này mình có trang bị cái công tắc an toàn riêng, ví dụ như mình có làm xong cái mình đậu ở nhà mình đậu lâu á thì mình cắt cái bình ra. Cắt bình ra ha. Đúng rồi, để cho cái bình mình nó không có bị hết bình. Nó không có chạm mặt ở trong kia. Là tránh tình trạng ví dụ mấy ảnh tháo cái cọc này ra vô nè, là nó bị khi mình ghim vô mình ghim không có chắc á. Công tắc này hay quá ha. Dạ. Đây là cái công tắc để mà mình đậu lâu ở nhà mình tắt nha các bạn. Còn thêm cái bộ phận này nữa, thế là bộ phận cảm biến để báo cái lọc này khi nào dơ mình vệ sinh, và khi nào dơ quá nó chuyển sang màu đỏ thì là mình phải thay. Thì cái đây nó có ba màu, tức là màu xanh thì mình xài được, rồi. Màu vàng á là nó báo cho mình cái lọc này là nó bị hơi dơ. Bị nghẹt dơ là mình phải đem cái vệ sinh. Còn màu đỏ chẳng là chuyển sang màu đỏ là anh em mình thay. Màu xanh, màu xanh là tốt nhất ha. Đúng rồi. Nó tránh tình trạng, tức là mình chạy ví dụ như tài xế chạy mình không có vệ sinh hoặc là quên đó thì nó sẽ chạy hao dầu. Rồi, ok. Cái lọc gió này nó có báo cái này luôn quá tê quá em ha. Dạ. Còn cái kia thì nó không có báo. Dạ, cái kia thì tài xế canh. Còn có khi tài xế quên thì bình chạy hao dầu. Chạy hao dầu. Dạ. Bích tông 88. 50 ngựa. Tại bếp kim. Rồi. Đây các bạn. Máy cho này gồm có 8 số tiếng lùi. Cái này là số tiếng lùi. Ừ. Đúng là mình gặp phía trước là tiếng, gặp phía sau là số lùi. Rồi, nhưng mà ở đây là số là 1 2 3 4. Ừ. Đúng rồi, nếu mà tiếng 4 lùi. Còn này mình số đúc. Số đúc tức là mình nhân lên là ra 8 số đó. Rồi. Kéo phía sau mình kéo lại được 4 số. Mình đẩy phía trước này thêm 4 số nữa là ra 8 số. Rồi. Còn này là số tới. Kéo về phía sau là số 504. Kéo về phía trước là 750. 750. Còn đây là cái cần này là cái cổng chờ để mình chích cái ben gắn cái dàn sơ cái dàn ủi ở phía trước. Ở đây mình có phía sau thì mình có chích cái ống sẵn để cho người dân khi mà người ta cần gắn cái dàn ủi á thì người ta chỉ cần mua ống luôn, người ta đóng thôi chứ không có mua cái thêm cái linh kiện khác. Còn này là cái cần ga chết. Còn này thì chắc mấy anh em máy cài mình biết rồi. Này bia da bên đây thì cái nắp. Rồi. Cái này thì mặc cái đồng hồ. Rồi. Đó. Cái đồng hồ của mình. Rồi. Cái đồng hồ của mình nó có hiển thị tốc độ mét nè. Chứ này là báo dầu. Này thì báo nước. Còn bên đây thì nó chớp gì là nhớt. Thì rồi, nào rồi. Mình đè máy lên nó sẽ tắt. Rồi. Đây con máy này các bạn. Là 369. 369 triệu. Con máy này nhìn thấy nó lạ ha.
cái bơm này khá là bự so với mấy bơm cái dòng này, khác. À, bơm này bự. Bơm này khá là bự. So với dòng máy khác. Cái này cũng bự nữa anh ha. Dạ, cái lọc đó là cái lọc pen. Ừ, lọc pen. Là lực lái đó. Rất là bự. Dạ. Rất là bự luôn. Để tránh tình trạng mình thiếu nhớ mình pen xong cái nó bị hơi bị nghẹt, mấy dòng máy khác nó hơi bị giật. Dạ. Dạ. Bọn này cái dàn sới nè, đó là phía sau. À, phía sau này có hai cái kiếm, thường mấy cái dòng máy khác á, là nó chỉ tăng đưa một bên thôi. Yeah. Còn mình là tăng đưa được hai bên. Chọn cái cổng thế lực này là cái cổng nhớt để mình chờ mình chích cái dàn ủi á. Rồi rồi. Còn mấy dòng máy khác nó không có, tức là người dân khi mà muốn chích dàn ủi là người dân người ta phải mua thêm một cụm phân phối, mua cái ti đồ, người ta gắn vô chích mới ra lên được. Còn mình thiết kế cái cổng sẵn rồi cái chỗ cái cần để mình ben lên bên xuống sẵn luôn. Yeah. Người dân ta chỉ cần mua ống với cái chế cái dàn ủi trên là mình có thể sàn được. Yeah, cái này là nó xài cốt thẳng rồi nè chứ không phải. À, cái này là xài cái đùi thì đùi treo. À. Nhưng mà cốt nó cốt thẳng. À. Nhưng mà cái vỏ đùi với cái mặt bít của cái cốt á, nó sát với nhau. Với lại nó có phía đây nó có cái mặt âm dương của cái bánh nữa. À. Thành ra mình chạy là cái đùi của mình nó sẽ chắc chắn hơn, ít bị ảnh hưởng sự gãy đùi hơn. À. Cái này bên nhà máy nó có ba hành đùi cho mình. Ba hành đùi cho người dân là 1200 giờ hoặc là 2 năm. À. Đùi động cơ bơm hộp số luôn. Dạ, đùi động cơ bơm hộp số luôn là 1200 giờ hoặc là 2 năm. 1200 giờ hoặc là 2 năm ha. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái đùi của mình á, bảo hành á là người dân phải xài theo kích thước của bánh lòng, phải theo tiêu chuẩn của nhà máy. Còn máy Adbot này là mình nặng bao nhiêu vậy anh? À, nếu mà không có cục tạ là mình khoảng cỡ 1 tấn rưỡi. Dạ. Tạ nó khoảng có 200 lận. Dạ. Thì nó khoảng cỡ 1 tấn, tùy theo người dân ta gắn thôi. Tấn rưỡi, tấn 7. Tạ là khoảng cỡ 1 tấn mấy. Tấn 7, tấn rưỡi. Khoảng cỡ 1 tấn 6. Tấn 6, tấn 7 gì đó. Tại vì mình gắn cục tạ này tới 200 mấy ký lận. Dạ. Nếu mình tháo cục tạ ra nó còn tới đó. Tới 200 mấy luôn ha. Dạ đúng rồi. Mình sản xuất thì mình bán là đầy đủ cục tạ luôn vậy anh ha. Cục này là mình đủ cho người dân hết. Đủ cho người dân ha. Ví dụ như người dân đi ta thấy á, ví dụ người ta xài á thì mình có thể người dân ta tự tháo ra. Dạ. Dạ. Nó giá trị nhiều vậy. Dạng sới anh chúc con sẽ nhờ các bạn bên bên phụ tùng á nó báo giá lại giùm. Dạ. À, thì... cái này mình có thể tháo ra. À, này còn có 8 cục, một cục mình là 18 kg. Rồi, 8 cục, cục 18 kg mình xài mà thấy nặng quá mình tháo ra. Dạ. Cái này người ta trang bị cho mình thêm thôi. Dạ. Ví dụ như mấy cái dòng máy khác á, ví dụ như người ta cho khoảng có 3 cục, nếu mình muốn nặng thêm á là mình phải mua. Đúng rồi, tốn khoảng cục kháng khá. Còn cái này đó nó bán là đầy đủ luôn. Dạ. À, mấy anh bán là đầy đủ luôn cái này. À, rất là tiện luôn ha. Này cái khúc đầu trước này nói dài quá ha, anh ha. Dạ đúng rồi, nói 200 kg nặng cho nó để cho cái khoảng cân bằng nó cân, hơn. Cân cái máy hơn. Mắc này á. Rồi. Chạy đồng lầy đó mình không bị cắt đầu. Rồi. Nó cân hơn ha. Cái máy Adbot này tiên tiến quá ha anh ha. Dạ. Rồi mình coi cùng coi cái dao của mình. Dao này dài quá cả 3 tấc vậy anh dạ, ha. 2 tấc tiêu chuẩn của đó. À 2 tấc ha. Nó quắn quắn ngậu ha. Khác với cái dao kia, dao này mảnh hơn. Mảnh hơn. Ngoài dùng phù hợp, cái này là cũng phù hợp với cái địa hình của mình ở An Giang mình. Dạ. Tại nó đạp nó trọng gà. À, đài máy cho em coi xem vài vòng ở đường anh. Rồi rồi. Ở bao mình cũng xem cái dao nó lăn đó bạn. Rồi. 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 Cái đề máy mình phải kiểm tra số, trả số gì bông nó hết và rồi. Cái số tiếng lùi này mình cũng phải trả vào bông lo luôn. Rồi. Sau đó mình bật chìa khóa để mình phải để lên. Chìa khóa nó nằm ở bên đây anh ha. Đúng rồi. Đóng cái thật ra nó ngắt điện mình để không có được. Mình phải bật lên. Đó. Rồi. Mới để được. Đây. Đây mình muốn quay vòng vòng quá thì mình đây là mình muốn quay vòng vòng. Rồi rồi. Con chó cái là đặt đao độc đáo các bạn. Rồi rồi, đi được rồi. Bữa nào xin số
có giao máy thì đi quay anh chỉ cho. Rồi rồi. Tại đây mình thường đi giao máy thường xuyên. Vậy ha. Thành ra ví dụ như có đi mai máy em muốn quay thì anh chỉ cho. Rồi rồi. Có gì mà nói vô đắt chị sẽ lúa mưa không có giòn. Trời ơi, sẽ quay luôn anh. Chị đó dễ nó chết luôn. Sắp đông. Để đi, để đi. Là cho nó quay trở lại. Thằng Phan, bốn hàng. Bông sớ này rất là sắn luôn các bạn. Quay ra. Rồi rồi thế rồi. Dàn sớ là 1m8 các bạn. À này gáy dữ rồi nha. Mày gáy tiếng dữ à. Bây giờ nó tạo bằng đồ đá.